Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần tối thứ năm với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh, chào mừng ông trở lại với chương trình ngày hôm nay sau một tuần vắng mặt. Luật sư Khanh khỏe không? Khỏe chị. Khanh xin chào chị và Khanh xin chào quý vị khán thính giả của đài VOA. Cũng sắp Tết rồi quý vị ơi, nên đằng sau có cây đào để quý vị coi hoặc cảnh chúc. Cảm ơn luật sư Khanh mang tới không khí Tết cho chương trình ngày hôm nay, vì ông đang ở Việt Nam là nơi đang có không khí Tết rất là sôi động, rất là nhộn nhịp. Ở Mỹ đây thì không bằng rồi, nhìn thấy không khí bên đó thì bên đây bắt đầu nông nao. Ở Mỹ mình nghỉ được đúng một ngày. Dạ, còn ở Việt Nam thì ít nhất là một tuần phải không? Cho nên là ăn Tết ở Việt Nam rất là lý tưởng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cũng thấy được cái không khí Tết từ trên màn hình cũng như là xung quanh mình. Và cảm ơn quý vị đã không quản ngại là đang bận rộn mùa Tết, đang bận rộn dịp gọi là chăm chút sửa soạn cho gia đình mà vẫn đến với chương trình ngày hôm nay để trao đổi với luật sư Khanh về những cái vấn đề mình thắc mắc về di trú Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay mình nói về những thực phẩm không được mang vào Mỹ, vì mình biết là mùa Tết nhất là quý vị đi Việt Nam rất là nhiều, đi các nơi nữa chứ không phải chỉ Việt Nam. Và sau cái mùa Tết lễ này thì từ các nơi người ta đổ về Mỹ để trở lại công việc thường nhật, thì thường thường là người ta mang quà bánh, những cái món quà mà người từ phương xa người ta muốn đem về để vừa dùng cho gia đình cũng như là vừa giới thiệu bản sắc văn hóa cũng như là làm quà cho bà con bạn bè. Nhưng mà có một điều mà mình không thể quên á, là khi mà nhập cảnh Mỹ thì có những cái thứ thực phẩm, những thứ ăn, đồ ăn thức uống là bị cấm mà mình không lưu ý, mình không biết á, thì mình mang đi thì rất là mất công, tại vì mang cái hành lý đã nặng rồi mà tới nơi lại không được đem vào mà nhiều khi lại bị phạt nữa. Cho nên là đó là cái lý do mà chúng tôi mở cái chương trình ngày hôm nay, khi nhận được rất nhiều những câu hỏi là tôi đi vào Mỹ thì mang được cái gì, không mang được cái gì. Mời quý vị cùng trao đổi với luật sư Khanh ngày hôm nay những thực phẩm không được mang vào Mỹ. Bây giờ mình nói về Tết nhất, thì bây giờ trước khi nói về đồ ăn thì nói về thức uống đi, tại vì Tết nhất thì ai cũng ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Dạ, thì mình không biết là ở Mỹ đó mà mang rượu bia đi ra đi về, thường là người ta mang quà cáp, mang rượu này kia thì có, nhưng mà không biết từ Việt Nam mà mang rượu bia vào Mỹ có được hay không. Thí dụ như rượu thuốc hay là rượu quý hay là những cái món mà trong gia đình người ta chưng cất á, nhiều khi người ta muốn đem qua làm quà. Thì nói về rượu bia thì cái số lượng cho mỗi hành khách Mỹ quy định như thế nào khi vào cửa khẩu của Hoa Kỳ, thưa luật sư Khanh? Thưa chị và thưa quý vị, nếu mà mình nói chung về rượu trước á, thì thông thường là lúc mà quý vị nhớ là quý vị đi qua cửa khẩu thì thông thường họ có thể cho quý vị mua những cái chai rượu ở những cái nơi gọi là duty free, có nghĩa là mình không có cần, mình đã trả thuế rồi, sẵn rồi đó. Thì những cái nơi đó quý vị có thể đem những cái chai rượu, nó có tem, nó có coi như là bốc, có dán những cái tem coi như là những chai rượu này thật. Thì tới lúc mà quý vị quay về hải quan bên Mỹ thì hải quan bên Mỹ sẽ cho quý vị vào với những cái chai rượu đó, thông thường thì là coi như là 2 chai một người. Nhưng mà quý vị phải nhớ cái đó là những cái chai rượu mà đã có niêm phong rõ ràng và quý vị có cái hóa đơn là quý vị mua từ duty free, tax free. Nếu mà quý vị tự ủ rượu, giống như chị Trà My có nói, tự ủ rượu mà tự đem những cái rượu giống như mình ngâm này ngâm nọ, tới lúc mà mình vào hải quan có thể bắt mình coi như trước hết mình phải kê khai những cái chai rượu đó, bởi vì những chai rượu đó là coi như là có thể có những cái chất trong đó có thể nó không bị cấm vào nước Mỹ. Và nếu mà một khi mình đã báo với bên hải quan rồi và hải quan họ không có cho, thì tới lúc đó mình phải bỏ những cái chai rượu đó đi, hoặc là hải quan họ sẽ tự họ bỏ những cái chai rượu đó đi. Dạ, thưa luật sư Khanh có nói là nếu mà rượu mà có niêm phong mà mua từ những gian hàng miễn thuế ở các sân bay đó thì được mỗi người 2 chai, đó là có niêm phong. Dạ. Còn rượu mà không có nguồn gốc xuất xứ, không có niêm phong thì khai báo hên xui phải không? Nếu được thì họ cho vào, không thì thôi. Dạ đúng ạ. Dạ. Đó là về rượu. Trong lúc mình chờ đợi quý vị vào thêm đông đông đó để mình hỏi những câu hỏi nó trọng tâm để cho mọi người cùng biết đó, thì mình nói những cái ngoài lề một chút xíu. Bây giờ rượu xong rồi thì cũng có liên quan tới thuốc men đi, tại vì có những người mà họ vì lý do cá nhân, vì tình trạng sức khỏe cá nhân, họ phải luôn luôn có thuốc bên người hoặc là đem thuốc cho người thân từ nước ngoài đem vào, thí dụ những cái loại thuốc đông y, những cái thuốc cổ truyền, thuốc gia truyền chẳng hạn. Những cái loại thuốc men dược phẩm nào bị cấm khi vào Mỹ, thưa luật sư Khanh? Thưa chị và thưa quý vị, thông thường những cái loại thuốc nào mà có cái chất gây nghiện giống như narcotic, fentanyl, mấy cái chất đó mà thông thường quý vị cần phải có cái toa để mà mua, thì thông thường là sẽ bị cấm để vào nước Mỹ và coi như không có cho. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà được bác sĩ liệt kê khai đơn
cho những cái vị thuốc mà bởi vì những cái vị thuốc này là cần để mà cho như là điều trị cho quý vị đó. Thì lúc mà trước khi quý vị vào hải quan, quý vị sẽ điền cái đơn, quý vị sẽ liệt kê ra, ok, bác sĩ đã cho tôi cái đơn này và đây là cái liều thuốc cho tôi dùng cho chính tôi thôi, chứ quý vị phải nhớ dùng là đủ dùng chứ không phải là quá thừa thải để mà quý vị có thể về mà quý vị bán lại. Thì thông thường một khi quý vị báo đó với hải quan sẽ cho những cái chất thuốc này mà cho dù nó có một chút cái chút gây nghiện trong nó đi đi qua cửa quan. Còn nếu không thì quý vị không có thể nào đem những cái viên thuốc hoặc là những cái liều thuốc nào mà có chất gây nghiện trong đó cả vào hải quan. Hải quan Mỹ không có chấp nhận cái chuyện đó. Còn những cái loại thuốc mà tức là không phải là Tây dược mà là do Đông y hay là gia truyền mà mình nói với họ là thuốc thì họ có kiểm kiểm định ngay cái chỗ cửa khẩu đó hay không, hay là họ bắt mình phải vứt bỏ đi vì không rõ xuất xứ? Dạ thưa chị, nếu mà mình nói về đông y á thì quý vị phải nói nhớ là đông y á là nó thuộc về những cái giống như cây, giống như những cái cây như sâm hay gì đó, thì những cái này nó quay ngược về một cái trong những cái chủ đề mà coi như là bên hải quan họ cấm vào, có nghĩa là hải quan họ không cấm, họ không có cho mình đem những cái cây thực vật hoặc là những cái giống như cái hộp để mình trồng. Thì thông thường đông y là những cái cây mà đã được ép khô rồi hoặc là sấy khô hoặc là những cái họ đã cắt những thành những lát. Thì cái đó nếu mà một khi mình báo với bên hải quan vẫn có thể họ nói không có cho vào, tại vì họ không có biết những cái thực vật này có coi như là có gây nghiện được hay không. Nên có nhiều lúc những cái người đi từ nước ngoài về mà đem đồ đông y qua, phần lớn là một là họ đem họ không có báo với hải quan. Thì giống như quý vị cũng biết có nhiều lúc là mình đi qua là hên xui máy rủi, hải quan họ gọi mình qua họ kiểm tra rồi thôi. Có nhiều lúc họ mở ra họ nhìn qua loa một chút rồi họ bỏ, tại vì cái tầm nhìn của họ là về những thịt, chút nữa Khanh và chị Trà My sẽ nói về những cái đồ gì có liên quan tới thịt, thịt gà, thịt bò, thịt heo gì đó, thì thay thay vì những cái giống như đông y thuốc sắc lá chẳng hạn. Thì nói chung Khanh trước anh cũng có thấy những cái người mà đã đi qua hải quan mà họ cũng bị hải quan lôi ra hết những đông y và họ lại cho những người này đem qua là coi như là vô nước Mỹ chứ không phải là không. Nhưng mà bây ngay cái tình trạng ngay lúc này anh không biết, bởi vì giống như quý vị biết có bây giờ đang có cái về cái vấn đề về coronavirus ở bên Vũ Hán á, thì anh không biết tương lai bên cục hải quan của bên Mỹ họ sẽ coi như là cấm chế những cái thuốc đông y hay gì để vào nước Mỹ hay không. Mình đang nói những cái loại thuốc đông y, tức là những cái loại thảo dược cây cỏ nhiều khi là tươi hoặc là nhiều khi là phơi khô, thì như luật sư Khanh Dạ nói đúng. là không có một cái quy định nào cấm hẳn hoặc là không cấm hẳn, cho nên là cũng phải khai báo và cái đó cũng tùy thuộc vào cái người hải quan lúc mà xét hành lý của mình, người dễ thì cho vào, người khó thì không, phải không ạ? Chứ không có một cái quy định là không được đem thảo dược thảo mộc vào. Dạ nói chung là có một cái quy định không có được thêm những cái cây cối nữa vào nước Mỹ, và cái thảo dược này đó nó là một cái phần trong đó. Nhưng mà trước giờ là họ là bên hải quan họ không có đưa ra một cái luật, họ nói ồ họ sẽ cấm những cái vị thuốc đông y vào. Cái này nó sẽ coi như là từng case by case, có nghĩa là Từng từng trường cái hợp. từng trường hợp nếu mà vào. Nếu mà quý vị đem quá nhiều vào thì lúc đó hải quan có thể nói là ồ cái này không phải là để cho quý vị xài mà coi như quý vị đem qua để mà quý vị bán lại hay gì đó. Nếu mà quý vị đem vừa đủ để cho chất lượng như quý vị xài thì thông thường anh thấy là hải quan họ không có vấn đề gì cả. Mình nói về rượu bia, mình nói về thuốc men dược phẩm rồi. Bây giờ quan trọng nhất là đồ ăn thức uống đây. Bây giờ nói về thủy hải sản, seafood, cá, tôm, các loại động vật hoang dã đi. Đó, nói chung là một mình đang nói về một cái phạm trù là các loại động vật hoang dã và cá, những loài động vật biển thì quy định như thế nào thưa luật sư Khanh? À, thưa quý vị thì quý vị không có thể nào đem những cái loại thực vật sống vào nước Mỹ, ví dụ cá không có thể đem cá sống vào nước Mỹ. Và cái thứ hai á là những cái cá nào mà những cái đồ sống nào mà cá hoặc là thực vật gì đó mà những cái thú vật nào đó mà thuộc vào nhau những cái loại thú vật và cá mà bị bên hải quan họ cấm cho vào á, thì những cái đó quý vị không có thể đem vào. Giống Đơn như quý vị cử, có nhớ là đơn cử một vài trường hợp mà bị cấm đó là những cái loại cá nào hoặc là loại. ví dụ mình nói là cá nó có một cái nó gọi là con Chinese quên cái con tên nó là gì, nó là một loại cá từ bên Trung Quốc mà thông thường nó là những cá trong cái đầm lầy mà có nhiều người người ta đem con cá này bởi vì họ thích nuôi trong kiển, nhưng họ qua
con cá này họ lại bỏ vào trong Great Lakes đó. Quý vị ở trên Upper Michigan đó, thì cái loại cá này nó sinh trưởng rất là nhanh, nó bắt đầu nó tàn phá đi cái ecosystem của cái hệ thống sông ở trên đó. Nên vì vậy bây giờ có cái nó gọi là Chinese shark head fish gì đó, nó không phải là cá cá mập, nhưng mà nó là một cái loại cá mà coi như nó ăn rất là, nó ăn những cái loại cá khác và nó rất là nhiều, nên vì vậy nó cắt đi cái ecosystem ở trên đó. Nên bây giờ là nói chung là bên hải quan Mỹ họ nói là cá sống không không được đem vào, Cá mà nếu sống đó là cái mục đích là đem về nó là nuôi kiểng cũng không được luôn, tại vì có nhiều người đem về đem thả ra hồ tự nhiên và làm dạ cho đúng hủy rồi. hoại cái môi trường sinh thái của tự nhiên ở bên đây. Bây giờ cá sống không được rồi. Bây giờ cá chín thì sao? Tại vì có Nếu nhiều mà người ví Việt dụ Nam mua cá khô hoặc là cá kho. nếu mà quý vị mua cá khô á, thì ép khô mà có tem đàng hoàng từ cái hãng mà coi như xuất khẩu á, thì thông thường họ sẽ cho, nhưng quý vị phải nhớ là khô nhé. Còn nếu mà quý vị làm cá kho mà quý vị vẫn còn nước mà coi như có chất ẩm trong đó, có nhà hải quan thông thường họ bắt quý vị phải bỏ những cái đó, tại vì lúc mà quý vị đi qua hải quan á, thông thường những cái con chó mà hải quan họ dùng để mà coi như là ngửi ra những cái chất gây nghiện á, thông thường nó sẽ, những con chó đó sẽ ngửi được thịt cá. Mà thông thường quý vị phải nhớ thịt và cá nó có mùi rất là nặng, nếu mà quý vị không có phải là làm khô mà quý vị đang nấu á, xong quý vị bỏ vào bao, cho dù bỏ vào bao những con chó này cũng có thể ngửi ra được. Nên thông thường một khi quý vị qua hải quan, những con chó này mà một khi nó đã bắt được cái mùi rồi, nó sẽ, hải quan sẽ kéo quý vị qua đòi quý vị bỏ những cái vật đó. Tức là cá kho cũng không được, loại khô thì được, ép khô nó thủy hải sản, cá tôm mà ép khô thì được, tươi sống không được, Nếu mà hoặc quý là vị muốn thử thời vận á, thì quý vị có thể báo với hải quan là quý vị nói có, quý vị có đem, và nếu hải quan họ cho qua thì họ cho qua thôi, còn nếu mà họ không cho qua thì rất nhiều quý vị phải bỏ. Còn nếu mà quý vị không có khai mà quý vị đem qua mà hải quan họ biết, họ có thể phạt tiền quý vị. Có những trường hợp giống như là Khanh mới nghe, hình như hồi tháng 11, tháng 12 vừa rồi năm 2019 đó, có một người du học sinh từ Việt Nam qua bên cửa khẩu bên San Francisco mà họ có đem thịt heo, thì tới lúc đó thịt heo á, thì nói chung là trong một cái những cái sản phẩm mà coi như không có được đem vào nước Mỹ, thịt nói chung là thịt không có thể được đem vào nước Mỹ, thì lúc đó hải quan họ mới kéo cái anh du học sinh này qua, họ mới tước đi cái thị thực du học và họ bắt cái người này phải quay về lại bên Việt Nam. Thì cái đó quý vị phải để ý rất là kỹ nhé. Nếu mà quý vị là du học sinh hoặc là quý vị đi du lịch, tốt nhất mình đừng có đem những cái gì mà nói chung là bị cấm để mà không có để cho vào nước hải quan Mỹ được. Như luật sư Khanh có nói đó là những cái loại mà thực phẩm mà đã chế biến rồi mà có nước là cũng không được, phải khô mới được. Như thì mình thấy là có cá kho đó, nhưng mà có nhiều khi tình ngay lý gian là nhiều khi cái tờ giấy khai hải quan á, mình không biết cá kho khai làm sao đó. Có nhiều người Việt Nam muốn khai mà không biết khai làm sao đấy, thì bây giờ tới hồi mà bị phát hiện thì là tình ngay lý gian là họ bắt bỏ. Thì không biết là trong cái mục khai hải quan đó luật sư Khanh có hướng dẫn như thế nào chi tiết để mà tránh cái chuyện gọi là muốn khai mà tôi không biết khai làm sao đó. Thì mình nói có hai loại, nếu mà khô mình nói là dry dry fish, còn nếu mà mình có nói là cái loại mà có nước cái gì, nó quý vị làm cá kho chẳng hạn, thì thông thường quý vị có nói là cook, quý vị có thể là steam tùy, nhưng mà vấn đề là quý vị phải nói là bag fish có như cái gì đó. Và xong nếu mà quý vị không biết, quý vị có thể để cook fish, có nghĩa là cá đã Đã nấu nấu xong rồi, hết rồi, đã nấu. cá nấu rồi. Thì Khanh nói thật với quý vị, Khanh kể cho quý vị nghe, má Khanh nó hồi xưa cách đây Khanh cũng đi má Khanh vài lần, mà quê của Khanh là Quảng Ngãi, thì Quảng Ngãi có cái cá bống, thì má có kho cá bống làm cái cá bống kho tổ á, má có đem qua hải quan, mà Khanh là người xách, thì may là Khanh bỏ trong vali, Khanh xách qua người ta không có rạch mấy cái thùng, còn nếu mà Khanh biết là nếu người ta rạch thùng thì người ta cũng chắc người ta đòi quăng thôi. Cái chuyện đó chuyện xảy ra với cá nhân của Khanh đó, Khanh may là Khanh chưa bị hải quan bắt là đòi quăng, bởi vì Khanh biết là bỏ vô vali á, thì thông thường người ta cho qua, còn cái đó may mắn rồi chứ không phải là gì nữa. Cảm ơn luật sư Khanh. Mình nói về cá, thủy hải sản và động vật hoang dã rồi. Bây giờ mình nói về các loại thực phẩm, thịt, cá, rau, cải nói chung hết. Mà chủ yếu là chắc ở trong đó là có thịt là nhiều nhất. Tươi sống và thực phẩm chế biến thì có loại nào mà thực phẩm tươi sống bị cấm và thực phẩm chế biến bị cấm không được vào nước Mỹ? Kính thưa quý vị, nói chung thịt á, là mình bỏ, mình loại thịt gà, thịt bò, thịt heo, những cái thịt đó là nói chung là sợ tươi là không được rồi, Mỹ không cho vào. Tức là tất cả những động Chế vật biến nào trên bờ là không được, phải không?
Dạ đúng. Chế biến á, lúc trước á, thì họ còn có thể cho quý vị đem thịt bò khô đem qua, Dạ. và những cái coi như đã niêm được niêm yết và được coi như niêm phong rõ ràng hết bởi với công ty họ xuất nhập khẩu á, thì cái đó có thể được được đưa qua. Nhưng mà bây giờ Khanh có nghe phóng phánh là rằng là bây giờ hải quan họ thấy thịt thì họ bắt bỏ hết, họ mà thấy á, là bắt bỏ. Ví dụ cái bánh trung thu quý vị đem qua thì quý vị nhớ cái bánh trung thu trong đó cũng có nhân thịt chẳng hạn, hoặc là trứng, thì hải quan họ bắt bỏ hết. Mà một điều Khanh muốn nhắc quý vị nữa là trứng nữa chứ không phải là không, trứng của những cái động vật á, thông thường quý vị không có thể đem trứng qua, tại vì có nhiều lúc trong cái trứng đó nó có những cái nguy cơ đối với cái môi trường mới, với bên hải quan bên bên Mỹ chẳng hạn, tại vì không biết là bên nước ngoài những cái trứng đó có bị coi như là Có bị virus gì không? Dạ. virus hay gì không, hoặc là có cái gene nó bị mutate, nó bị À, biến nó đổi có vấn đề gen. gì không, À, lúc mà vâng. có Dạ. biến đổi gen nó là xong qua bên Mỹ sẽ có ảnh hưởng với cái bên thực phẩm ở bên Mỹ. Dạ. Trứng sống là cấm không nói rồi, nhưng mà trứng chín ở trong nhân bánh cũng không được luôn. Bánh nào có trứng cũng không được luôn. Dạ đúng. Dạ. Và trứng và nhân thịt hay gì đó là hết rồi, những Dạ. cái đó bỏ hết. Thịt sống là không được rồi, nhưng mà thịt chín cũng Còn không về được luôn, thậm chí là thịt làm nhân bánh cũng không được, quý vị lưu ý ha. Dạ. còn về giống như chị nói về những cái cây, trái cây hoa quả, và những cây cối, thì nói chung trái cây không được nhé. Trái cây là bên Mỹ họ không có cho quý vị đem trái cây vào, quý vị phải nhớ ăn trước khi đáp vào hải quan Mỹ, bởi vì tới lúc quý vị vào hải quan Mỹ thì hải quan Mỹ sẽ bắt quý vị bỏ hết những trái cây đó. Còn cái thứ hai là những cây cối, quý vị không có thể nào đem cây cối về nước Mỹ được. Nếu mà quý vị muốn, quý vị phải xin phép và nước Mỹ họ hải quan họ cho quý vị đem vào, còn ngoài ra quý vị không có thể nào đem cây tươi về nước Mỹ. Còn nữa là những cái hạt giống quý vị cũng không có thể đem hạt giống nào về. Hạt Cái đó ổi, nó rất hạt me, hạt xoài đem về để trồng á, đều là không được hết. quý vị không có thể nào mà đúng theo luật nếu mà đem theo những này về. Nếu mà quý vị muốn đem về, quý vị phải khai báo ra với hải quan rất là rõ ràng. Còn cái nữa là quý vị không có thể nào đem những cái miếng đất, giống như là đất á, Đất giống như mẫu. quý vị ra Dạ. ngoài đất mẫu, quý vị soil, cái từ gọi là soil có nghĩa là đất. Nếu quý vị mà có đem đất là hải quan sẽ bắt quý vị bỏ, bởi vì trong cái đất đó nó không có biết là có những cái vi khuẩn hoặc là những cái virus nào không. Nếu mà quý vị qua bên này, quý vị để đặt xuống với đất bên Mỹ, nó có thể ảnh hưởng. Dạ. Thưa luật sư Khanh, lúc này Vũ Quang Hiếu hỏi là cá sống mà có chứng minh nguồn gốc là cá cảnh đẹp thôi, không bị tăng trưởng gây dịch thì ok hay không? Dạ thông thường không ạ. Quý vị, nếu mà quý vị đem qua, quý vị phải báo với hải quan, mà Khanh biết là trong những trường hợp này là hải quan họ không chịu, họ sẽ bắt quý vị phải quăng đi. Cũng không được luôn. À, bây giờ là nói chung đó là đã nằm trong danh sách cấm rồi thì mình cũng không nên cố ý mình mang làm Rất là gì. khó. Dạ. Như hồi nãy mình có nói là thực phẩm Dạ. tươi sống và thực phẩm chế biến, thì luật sư Khanh có liệt kê ra tất cả những loại thịt động vật nào mà trên bờ là không được, những loại động vật dưới nước như cá, tôm khô thì được, và đã sấy khô, phơi khô thì được, trên bờ thì không được. Hồi xưa mình thấy là Dạ, người giống ta như đem những cái gì mà quý vị có thể đem vào, giống như là cà phê nè, trà. trà nè, Vâng. coi như mật ong nè, về những cái gia vị khô, Vâng. về những cái giống như là nước nước, nước gọi là vinegar, Giấm. giấm, dầu dầu giấm gia vị, những cái đó thì quý vị có thể đem vào, dầu giấm gia vị cà phê trà. Thì mấy cái đó là quý vị có thể đem vào, còn những cái gì khác á, thì sẽ có vấn đề. Giống như quý vị có thể đem măng khô chẳng hạn, măng khô thì bên hải quan họ không có vấn đề gì, bởi vì nó đã khô rồi, nó đã ép khô hết luôn rồi. Dạ. Xin một Thì lần nữa nhắc cái đó lại tùy tùy cho thật là kỹ. Khô bò và chà bông, hoặc là người Bắc gọi là ruốc á, là hai trong những số mặt hàng mà người Việt hay mang qua lắm. Thì khô bò và chà bông hiện bây giờ nằm trong danh sách gì, thưa luật sư Khanh? Thông thường á, là thịt chà bông á, là hải quan họ bắt bỏ. Khô bò thì nếu mà khô bò được niêm phong, và coi như trong cái bao mà coi như cái công ty họ sản xuất, thì khô bò có thể được cho qua. Còn theo Khanh biết á, chà bông mà thì họ bắt bỏ, nên cái đó quý vị cũng phải coi rất là kỹ. Chà Vì bông mà làm thịt, từ thịt heo. tại vì bây giờ vì thịt heo á, đúng rồi. Dạ. Bò thì thông thường không có bị giống như mấy cái bệnh mà coi như là có thể lan tràn, nhưng mà thịt heo thì có. Nhưng mà nếu người ta nói chà bông này làm từ thịt gà hoặc là chà bông cá thì sao?
Nếu mà chà bông gà thì thông thường quý vị có thể đưa qua, bởi vì nói chung gà thì cũng ít có khi nào mà bị vi khuẩn để mà ảnh hưởng dài. Nhưng mà nếu mà cho chắc ăn hơn á là quý vị khai báo với hải quan. Rồi xong tới lúc đó nếu mà hải quan họ nói là họ không cho thì tới lúc đó mình bỏ thôi. Đừng có đem nhiều quá, đem đủ cho quý vị xài. Tại vì nhưng mà anh cũng biết trong cái tư duy của những người đi là họ đi rồi xong họ muốn đem về thật nhiều để họ chia sẻ với gia đình chẳng hạn. Nhưng vấn đề đem nhiều quá thì hải quan họ thấy họ sẽ nói ồ cái này không cho, họ sẽ bắt bỏ. Lê Võ xin hỏi khô mực mang có được hay không vậy? Khô mực là được, nếu mà khô mực mà được làm ép khô, bỏ bao bì niêm phong lại không thành vấn đề. Khanh cũng chính bản thân Khanh cũng đem có nhiều lần rồi. Còn nếu mà quý vị nói về vấn đề cái loại mực một nắng á, mà nó còn hơi ướt ướt mà nó lại lớn mà được đóng phong bì ra, không phải đóng phong bì mà coi được niêm Niêm phong phong dạ. trong cái original packaging, có nghĩa là niêm phong lại hết là có thể đem đi được. Dạ, như nãy mình có nói đó là tất cả những cái loại động vật mà dưới nước mà đã được sấy ép khô thì được, phải không? Động vật trên bờ là hoàn toàn không. Nói như vậy cho dễ hiểu. Dạ, như cá khô, mực khô, tôm khô được. Nhưng mà tất cả những cái loại thịt khô ở trên như là bây giờ mình nói chà bông là không được rồi, là vì đang có dịch heo, thành ra là dạ, không có Đúng được rồi. đem thịt. Bò cũng không nên. Dạ. Tại vì người ta cũng không có tin tưởng là tuy là chưa có dịch về bò nhưng mà người ta cũng không tin tưởng những cái loại động vật đó ở những cái loại thịt đó Đúng ở rồi. các nước ngoài như thế nào, người ta cũng cẩn thận, người ta có thể bắt mình quăng đi. Người ta rất là cẩn thận, bởi vì người ta muốn bảo vệ cái môi trường của họ chứ không phải là không. Bởi vì có nhiều lúc á, là những cái thịt này ở nước ngoài có thể không có vấn đề nhưng mà lại đưa ra một cái môi trường khác thì có thể có vấn đề. Dạ, câu hỏi của Gia Triệu là đang dịch tốt nhất đừng đem cái gì về cá thịt rồi. Để cảm ơn bạn rất nhiều. Giao Mỹ Lê xin hỏi trái cây sấy khô như là xoài khô, mít khô sấy rồi có được phép mang vào Mỹ hay không? Dạ thưa quý vị, nếu mà trái cây đã khô rồi và coi như được đóng trong được đóng bao bì và niêm phong thì quý vị có thể đem đi. Nhưng mà quý vị không có thể nào đem trái cây tươi vào nước Mỹ được. Dạ, chả chả cá xay có mang được vào nước Mỹ hay không, Kenzin Hồ? Chả cá xay á là có thể là không, tại vì cái đó là nói chung nó là phần ướt nữa rồi chứ nó không phải là khô. Nên vì vậy lúc mà quý vị đem đi á, quý vị phải báo với đó với hải quan, và theo Khanh biết á thì thông thường hải quan họ sẽ không có cho đem chả cá vào. Dạ, cái gì khô thì được, tức là đồ thủy hải sản khô thì được, còn những cái khác thì Cái gì coi như ướt không. ướt á mà coi như không ấy á, là có thể có vấn đề lớn. Dạ, Phôi Phụng xin hỏi cá tươi đông lạnh bỏ vào thùng đông lạnh có được không? Dạ thưa quý vị không ạ. Hoàn toàn không. Dạ, cái gì còn tươi sống là càng kỵ nữa. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ, bây giờ mình cứ tiếp tục đợi gửi những câu hỏi về những thực phẩm nào không được vào nước Mỹ đi nha quý vị, tại vì Trà My cũng còn rất là nhiều những câu hỏi liên quan tới chủ đề này. Nhưng mà trong lúc này thấy có rất nhiều những câu hỏi liên quan tới di trú á, xin dành thời gian để trả lời cho quý vị, để quý vị nôn nóng, tại vì có nhiều người ở đây nói rằng tôi tương tác nhiều để được trả lời câu hỏi. Không phải vậy đâu. Quý vị biết không, là tại vì nó có nhiều cái yếu tố, những ai gửi trước thì được trả lời trước cũng một phần, nhưng mà phần thứ hai nữa là nhiều khi tới cái đoạn này cái câu hỏi nào mà ngay lúc này nó hiện ra thì chúng tôi mới đọc được, còn những câu hỏi trước á nó đã bị trôi tuột đi mất tiêu, thành ra kiếm lại không có ra, thì quý vị cũng thông cảm giùm. Anh Trần, con gái tôi làm hồ sơ bảo lãnh cha mẹ IR5 từ giữa tháng 11 2019, bao lâu thì xong? Thưa quý vị mới làm cách đây 2 tháng, quý vị còn phải đợi rất là lâu. Thông thường cái đơn loại I-130 và con có quốc tịch bảo lãnh cho bố mẹ, nếu mà làm hoàn tất mà không có vấn đề gì thì ít nhất một cỡ 1 năm tới 1 năm rưỡi quý vị mới đặt chân qua Mỹ được. Nếu mà trong cái quá trình đó quý vị không có vấn đề gì với một là sở di trú lúc mà điền cái đơn I-130, hoặc hai là lúc mà hồ sơ được chuyển qua trung tâm thị thực thì quý vị cũng không có vấn đề gì ở bên đó. Thì giống như Khanh nói, nhanh nhất là 1 năm tới 1 năm rưỡi quý vị có thể đặt chân vào tới Mỹ. Dạ, hiện tôi đang đi du lịch ở Mỹ, ở nhà con gái, vậy muốn chuyển cái hồ sơ này sang dạng bảo lãnh cha mẹ du lịch bên Mỹ được hay không? Ở lại đợi thẻ xanh luôn được hay không? Ồ dạ được chứ, nếu mà con của quý vị có quốc tịch mà quý vị đang đi du lịch thì quý vị phải nhớ, quý vị phải đợi ít nhất là 90 ngày sau khi quý vị qua nước Mỹ, tới lúc đó quý vị mới có thể nộp cả hai cái đơn, một I-130 và I-485 để mà xin, nó gọi là adjustment status, có nghĩa là chuyển dạng qua cái người xin thẻ xanh.
Nhưng mà cái quan trọng là quý vị phải đợi ít nhất là 90 ngày sau khi quý vị đặt chân vào nước Mỹ rồi tới quý vị mới có thể bắt đầu làm hồ sơ. Dạ. Câu hỏi của Amelinda, chồng tôi nộp hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng á, CR1 á, đã nhận được cái biên nhận của USCIS. Vậy khi nào tôi được phỏng vấn? Tháng 2 tới khi khai thuế, chồng tôi muốn khai là tình trạng kết hôn với vợ đang ở Việt Nam, có ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh hay không? Thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường á, cái hồ sơ I-130 được gửi vào thì sở di trú họ sẽ dùng cỡ ít nhất là 6 tới 9 tháng để họ duyệt. Họ duyệt xong, nếu mà họ chấp thuận mà họ không có cần đòi bổ sung hồ sơ thì họ sẽ gửi cái hồ sơ qua trung tâm thị thực để mà làm cái bước kế tiếp, có nghĩa là trả tiền visa, làm cái đơn bảo trợ tài chánh rồi gửi vào cho họ. Tới lúc đó làm xong cái đó mới có cái cuộc phỏng vấn. Cái hồ sơ quý vị hình như ngay lúc đầu quý vị cũng đã hỏi, hình như mới làm nên còn quý vị nếu mà khanh đoán á thì cũng cỡ 1 năm tới 1 năm rưỡi nữa quý vị mới có ngày phỏng vấn. Còn cái thứ hai, cái câu hỏi của quý vị về vấn đề là có nên là khai là vợ chồng hay không. Người chồng của quý vị có thể khai và người đã lập gia đình rồi, nhưng mà vấn đề là nếu muốn bỏ tên quý vị vào trong cái giấy khai thuế thì có một vấn đề rằng là quý vị trước hết quý vị không có cái số an sinh xã hội để mà khai thuế. Cái thứ hai, quý vị cũng không có cái số nó gọi là cái ITIN, có nghĩa là cái số mà với sở thuế hợp cấp cho những cái người nào mà để mà họ dùng để khai thuế. Nên vì vậy trên hình thức chồng của quý vị có thể nói là tôi là người có lập gia đình rồi và tôi muốn khai với người vợ. Nhưng mà cái vấn đề là quý vị sẽ có rằng là quý vị sẽ không có cái số ITIN hoặc là số an sinh xã hội để mà khai. Cái đó tùy. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Chúng ta đang có chương trình trực tiếp với luật sư Khanh Phạm để hỏi đáp về di trú. Quý vị đang theo dõi chương trình của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ, và quý vị có thể tương tác trực tiếp, gửi câu hỏi để chúng tôi trả lời trực tiếp nhé. Mình nói về những thực phẩm không được mang vào Mỹ ngày hôm nay, nhưng mà trong chương trình chúng tôi dành thời gian để trả lời những thắc mắc của quý vị liên quan tới di trú Mỹ, cho nên là xen kẽ với nhau, chứ không phải là dành hết thời gian cho chủ đề mà quý vị không có cơ hội để được trả lời. Quý vị cứ gửi câu hỏi nhé. Và câu hỏi tiếp theo của Thủy Nguyễn: từ khi đóng tiền visa cho tới khi phỏng vấn là bao nhiêu tháng, thưa luật sư Khanh? Thưa quý vị, một khi quý vị đã đóng tiền visa xong rồi không có nghĩa là mình sẽ biết cái thời gian kế tiếp lúc nào quý vị có phỏng vấn, bởi vì quý vị đóng tiền visa xong còn một bước nữa, có nghĩa là quý vị phải làm cái đơn DS-260, quý vị phải làm cái đơn bảo trợ tài chánh, quý vị phải nộp hết những cái đơn còn lại cho bên trung tâm thị thực. Một khi họ hoàn tất cái hồ sơ đó rồi, tới lúc đó quý vị mới tính được là cái thời gian quý vị phải đợi là bao lâu. Thông thường nếu mà quý vị đã nhận cái lá thư của bên trung tâm thị thực nói rằng là hồ sơ của quý vị đã xong hết rồi, chúng tôi đang trong cái quá trình chuyển cái hồ sơ về bên lãnh sự. Một khi quý vị có cái email đó, quý vị có thể tính là ít nhất trong vòng 3 tháng từ cái ngày có cái email đó, quý vị sẽ có cái ngày phỏng vấn. Cái đó là theo kinh nghiệm của Khanh trong vòng 2 năm qua, là bên một khi trung tâm thị thực họ đã đưa ra cái lá thư đó rồi thì trong vòng 3 tháng là quý vị sẽ có cái ngày hẹn với bên lãnh sự quán. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Có nhiều câu hỏi hỏi thăm cái cách liên lạc với luật sư Khanh. Thưa quý vị, nếu mà quý vị cần hỏi Khanh là thì quý vị có thể email Khanh qua cái địa chỉ email là khanhthiphạm@gmail.com, thì Dạ. Chắc thì Khanh sẽ nhận cho mình ghi lên cho quý vị để quý vị liên lạc. Dạ, xin lặp lại cho rõ, đó là Khanh T Phạm, chữ T ha. Rồi Khanh T Phạm viết dính liền một chữ avong@gmail.com. Quý vị vui lòng gửi email về đó, luật sư Khanh sẽ hồi đáp. Và câu hỏi tiếp theo: chồng bảo lãnh vợ F2A thẻ xanh, làm giấy tháng 6 2017, hoàn tất hồ sơ tháng 12 năm ngoái, bao lâu nữa có ngày phỏng vấn, thưa luật sư? Nếu mà quý vị đã hoàn tất hồ sơ, có nghĩa là quý vị đã hoàn tất với bên trung tâm thị thực rồi đó, và trung tâm thị thực cũng đã nói là gửi cái hồ sơ về lãnh sự, thì quý vị có thể đợi ít nhất là cỡ 1 tháng rưỡi nữa. Tại vì nếu mà quý vị nói tháng 12 năm ngoái, bây giờ là đang gần cuối tháng giêng, thì Khanh nói trong vòng 3 tháng á, tháng 12 là tháng 1, tháng 2, tháng 3, thì cỡ 1 tháng, 1 tháng rưỡi nữa quý vị sẽ có cái cuộc phỏng vấn. Còn nếu mà quý vị chưa có làm xong với bên trung tâm thị thực thì quý vị còn phải đợi hơi lâu nữa. Dạ. Câu hỏi của bạn Trường Võ, bạn không có đánh dấu á, mà lại viết tắt nữa, thì không biết mình có hiểu có chính xác hay không nha. Mình cố gắng đọc thử. Ba em được em bảo lãnh phỏng vấn tháng 6 2018, bị từ chối 2012, bị từ chối, chắc là không phải 2012 đâu, bảo lãnh 2018, bị từ chối lý do là có khó khó đọc quá. Xin bạn Trường Võ vui lòng gửi lại Có câu thể hỏi nhé. bây giờ Khanh đoán lại nha, có thể là người bố đứng ra bảo lãnh người con, người bố làm đơn 2012 bảo lãnh người con, nhưng mà 2018 cái hồ sơ người con bị bác, còn cái vấn đề bác tại sao thì chắc chị đã không ra.
Nhưng mà nếu mà trong thông thường, cái anh trả lời thoáng thôi, nếu mà trong thông thường lúc mà bị bác đơn á, thì mình phải coi cái lý do bị bác đơn là như thế nào. Nếu mà bố bảo lãnh con mà bị bác đơn, thông thường chỉ có một cái cách là, một là cái giấy khai sinh của người con, lúc mà làm khai sinh thì người ta khai sinh làm lúc mà họ đi đăng ký cái giấy khai sinh đó, họ đăng ký quá lâu, nó gọi là cái delay birth certificate. Mà nếu mà sở di trú họ đòi, họ phải chứng minh rằng là, họ hỏi là tại sao lại đi đăng ký quá lâu sau khi ngày sinh, và họ cho mình cơ hội để mình bổ sung những cái bộ giấy tờ đó, hoặc là nếu mà mình không có, mình có thể xin thử DNA. Nhưng mà anh không biết là cái đó là có phải là cái vấn đề quý vị hay không. Dạ, Và còn cái trường hợp thứ dạ. hai á, là sở di trú họ có đòi quý vị cái người bảo lãnh bổ sung giấy tờ, nhưng mà người bảo lãnh họ không bổ sung giấy tờ nên cái đơn có thể bị bác. Và cái thứ ba là có thể người bảo lãnh họ không có nộp đủ bằng chứng để mà coi như chứng minh rằng cái người được bảo lãnh là coi như là đúng là con người bảo lãnh hay chẳng hạn. Thì nếu mà một khi cái đơn đó bị bác, thì thông thường quý vị có 90 ngày sau cái đơn bị bác để quý vị xin với sở di trú để mở cái hồ sơ lại và xét duyệt lại. Nếu cái 90 ngày đó đã qua và quý vị không có làm, mà thì thông thường quý vị phải mở lại một cái hồ sơ mới hoàn toàn. Yeah. Không biết là có đúng cái câu mà bạn muốn thắc mắc hay không, mà Trường Võ, bạn có thể, nếu chưa đúng cái ý của bạn hỏi đó, xin vui lòng gửi lại, tránh đừng có viết tắt á, viết tắt và không dấu nữa thì mình không có hiểu được cái ý của bạn rõ ràng. Thí dụ như chữ tiếng Việt đâu đâu có cái chữ nào mà MAK, mình không biết cái từ đó viết tắt của chữ gì nữa, mà bạn viết đây rất là nhiều những cái từ như vậy thì không hiểu bạn muốn hỏi gì nha. Trần Ngọc Hân, hồ sơ diện F2 chấp thuận ngày 13 tháng 3 2019, khi nào có lịch phỏng vấn thưa luật sư? F2 nếu mà 13 tháng 3 2019 thì quý vị phải coi lại là cái bộ phận kế tiếp với trung tâm thị thực đã làm được hay chưa. Cái I-130 được chấp thuận không có nghĩa là quý vị sẽ được có cái ngày phỏng vấn. Nên quý vị liên lạc với cái người bảo lãnh cho quý vị á, hỏi rằng là bên trung tâm thị thực họ đã bắt đầu làm việc với cái người đó hay chưa. Nếu mà đã làm rồi thì làm tới đâu rồi, nếu chưa làm thì nên cần phải làm. Dạ. Phải làm việc với trung tâm thị thực xong mới có cái ngày phỏng vấn được. Dạ, Thiện Anh Ngô hỏi về những cái thực phẩm nào được mang vào Mỹ và seafood được mang vào được hay không. Thì nãy giờ mình cũng trình bày những cái thực phẩm bị cấm, rồi ngoài những cái thực phẩm bị cấm đó thì những thực phẩm còn lại thì được mang. Rồi nói chuyện về seafood đó thì hồi nãy luật sư Khanh cũng có nói, xin nhắc lại là seafood mà đã sấy khô rồi, ép khô rồi thì an toàn được mang vào Mỹ. Tóm tắt lại là đồ ăn là về thịt và cá, đồ tươi đem không được. Thịt cho dù nó không tươi, mà ví dụ thịt heo thì không có thể đem vào được, thịt bò nếu mà sấy khô đem vào được, và nếu mà có niêm phong rõ ràng đem vào được. Còn những cá giống như là quý vị làm khô hết rồi và được những cái công ty mà họ ép sấy đó, họ có niêm phong, họ có cái những cái nutrition value, những cái label đó, thì trong đó thì quý vị có thể đem được. Còn nếu mà quý vị nấu nấu quý vị bỏ trong hộp quý vị đem đi, thông thường những cái đó không được đem pha. Nhà tức là luật sư Khanh nói là những cái sản phẩm đã chế biến đóng gói có nhãn hiệu, có thành phần dinh dưỡng ghi rõ ràng thì nhãn mác đó thì được đồng ý. Dạ, chứ còn những cái mà tự chế biến ở nhà, nấu kho vân vân thì không được. Diện CR1 đã duyệt hồ sơ tới tháng mấy rồi thưa luật sư? CR1 thì nói chung không có ngày priority date, bởi vì cái đó là coi như cái người có quốc tịch họ đứng ra bảo lãnh, nên cái đó không có ngày priority date. Nên cái đó một khi cái I-130 được chấp thuận thì quý vị làm việc với trung tâm thị thực nếu mà quý vị đang ở nước ngoài. Còn nếu mà quý vị đang ở nước Mỹ thì quý vị chỉ ngồi đợi tới lúc mà bên sở di trú họ gọi quý vị đi phỏng vấn thôi. Dạ, Chứ xin. nó cái đó nó không có cái ngày duyệt tới. Vâng, câu hỏi của Vũ Quang Hiếu, thuốc đông y hoàn tán có được đưa vào Mỹ hay không? Xin lỗi quý vị, Khanh không biết thuốc đông y hoàn tán là như thế nào. Nhưng mà thông thường nếu mà quý vị nói là, nếu mà quý vị đã nghiền hết rồi mà quý vị làm một cái viên thuốc á, thì thông thường trong cái lúc đó thì bên hải quan họ cũng không có biết cái chất trong cái thuốc đó là gì. Nên thông thường quý vị phải báo cho họ biết là ok cái viên thuốc này nó bao gồm những thành thành thà, coi như sản Thành phẩm gì phần. trong đó. Nếu mà trong đó có những cái đồ mà coi như là bên hải quan họ cấm cho vào thì tới lúc đó những cái viên thuốc này quý vị phải bỏ. Còn nếu mà quý vị báo hải quan cho vào thì quý vị có thể đưa vào. Nhưng quý vị phải nhớ những cái gì mà có gây chất nghiện thì nói chung hải quan họ không có cho vào. Những cái trong đông y cũng vậy, trong đông y có vài cái dược liệu họ có cái, Chất gây nói nghiện. chung nó có cái nghiện á, thì những cái dược liệu đó không có thể nào mà để đi qua hải quan Mỹ được. Người Việt mình cũng hay đem giống như là hải sâm hoặc là yến,
yến khô hoặc là Yến sâm. thì không được nhá, yến là 100% không được đem qua nhá. Nhân sâm thì quý vị có thể đem đi được, yến thì không được. Dạ, nhân sâm thì được, yến không được. Rồi hải sâm. Dạ. Hải sâm mà khô, ép khô thì chắc được. Hải sâm ép khô đem đi được. Nếu mà nói về cái danh sách từng loại thì nó vô vàn, Nó rất nhiều. nhưng mà mình nói một cách gọi là chung quát để quý vị có thể hiểu. Bây giờ còn đồ ngâm chua đó, mình cũng thấy nhiều khi bây giờ đang mùa Tết nè, có nhiều nhà người ta tự làm dưa chua củ kiệu, và bên đây thì rất là Dạ. cần những cái món đặc sản như vậy, củ kiệu ngâm chua này kia đem về được không? Theo Khanh biết á, thì những cái củ kiệu ngâm chua với nước á, họ không cho vào, họ không có cho vào hợp pháp, nên nếu mà quý vị có đem á, thì cái đó tùy quý vị. Quý vị khai báo thì Khanh biết là hải quan sẽ họ bắt bỏ. Nhưng mà Khanh nói ra đó là cái luật hải quan họ làm, nhưng vấn đề quý vị biết á, tới lúc mà mình đi có nhiều người quá, hải quan họ cũng làm lơ, họ cho qua, họ cũng không để ý tới. Trừ khi đó là những cái thực vật mà coi như là nằm trong danh sách là coi như không được đi luôn á, thì tới lúc đó họ mới có thể bỏ, bắt bỏ. Cao hổ cốt có được hay không ? Câu hỏi của Nguyễn Hương Nhi. Dạ thưa không, cái đó là trong một cái những cái danh sách mà coi như là bên hải quan họ cấm vào. Cái từ mà hải quan họ cấm vào họ gọi là wildlife á, có những cái gì mà đang bị Của từ wildlife, có nghĩa sản là phẩm từ cái động vật hoang dã đó. sản phẩm từ động vật hoang dã, và những trong cái sản phẩm mà từ động vật mà bị cấm kỵ, giống như cao hổ cốt, giống Sừng như tê giác. mặt gấu, sừng tê giác, mặt gấu, cái gì đó, mấy cái đó là coi như bị trong cái list cấm kỵ hoàn toàn. Vì đó là những loại động vật hoang dã cần được bảo vệ, không có Dạ đúng đem rồi, vào bất cứ một cái sản không phẩm có đem nào vào. chế biến từ những cái loại động vật đó được. Cho em hỏi các loại mắm đem vào Mỹ được hay không? Thưa quý vị, mắm thông thường là không, nhưng mà vấn đề là giống như Khanh nói đó, mắm thông thường có chất nước trong đó, và cái đó là theo Khanh biết trước giờ thì hải quan họ biết và bắt bỏ hết rồi, mắm gì họ cũng bắt bỏ hết. Khô ướt gì cũng Còn không nếu họ được hết. không ô yến thì không được ạ. Dạ không, Không, ý mình nói mắm á, cho dù là mắm khô hay mắm ướt gì cũng không được hết. nói chung với chị Khanh cũng không biết, mà cái mắm ướt thì Khanh biết là không, mắm khô thì Khanh hình như Khanh chưa thấy nha, mắm ướt thì không được ạ. Tại vì Khanh biết có Mắm nhiều khô đây người có thể nói là cá khô đồ này kia đó phải không? Là những cái loại mắm khô là phải nếu cá mà khô. mình nói về nếu mà mình nói khô á, thì còn đem đi được cái gì nước mà ướt á, có là phần lớn là hải quan họ sẽ bắt bỏ. Củ kiệu đã chế biến thành phẩm có đem vào Mỹ được không, là cái câu hồi nãy Trà My cũng mới hỏi, vì có nước ở trong cho nên là không có được. Cho nên là quý vị Ướt á thông thường, dạ đúng, lúc mà họ qua cái máy soi á, họ họ sẽ bắt bỏ. Rồi quý vị có những câu hỏi nào liên quan tới thực phẩm đó thì cứ việc gửi vào đây nhé. Mình còn những câu hỏi về di trú ở đây nữa, nhưng mà bây giờ trong lúc chờ đợi thì xin trả lời cho các bạn đang chờ đợi nãy giờ về di trú. Vì sao lịch chiếu kháng diệm F4 tháng 2 bị lùi 7 tháng, thưa luật sư, khi hồ sơ của mình đã tới hạn nhưng bị lùi thì phải làm sao? Thưa quý vị, thông thường cái lịch chiếu kháng nó bị lùi bởi vì giống như Khanh nói, nếu mà quý vị coi á, mỗi năm sở di trú và luật di trú chỉ cho sở di trú cấp một con số visa nào đó thôi. Nếu mà cái năm vừa rồi họ có cấp quá nhiều cái visa cho một cái dạng giống như dạng F4 chẳng hạn, thì tới năm này họ phải lịch họ phải lùi lại, bởi vì họ không có cấp thêm cái đà đó nữa, mà họ phải đợi tới lúc nào mà họ vừa đúng con số đó, tới lúc đó họ mới nhả ra lại, có nghĩa là họ sẽ tăng cái ngày ưu tiên đi tới cái ngày đáo hạn. Cái đó là cái lý do tại sao có nhiều lúc quý vị mà coi cái bản chiếu kháng á, có nhiều lúc nó bị lùi lại cả 10 tháng, 11 tháng, nhưng mà 1, 2 tháng kế tiếp nó lại nhảy lên lại giống như cũ. Nên cái đó là coi như hên xui may rủi đối với quý vị thôi. Cái dạng F4 thông thường ít khi nào mà bị lùi lại, cũng có chứ không phải là không, nhưng mà rất là hiếm. Cũng liên quan câu hỏi này, chị Mười Đinh hỏi là F4 đang đứng yên phải không? Tháng mấy mới mở hồ sơ lại vậy luật sư? Không phải là F4 đang đứng yên, mà bây giờ nếu mà quý vị mình nói F4 thì bây giờ họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 7 2006, cái đó là cho cái bản đáo hạn trong tháng 2 2020. Còn cái tháng giêng 2020 á, là họ duyệt tới ngày 1 tháng 2 2007, có nghĩa là bây giờ đang thụt lùi chứ không phải là đứng yên. Đúng là giống như quý vị đang nói hồi nãy, là bây giờ thụt lùi cỡ là 6 7 tháng đó. Có thể tháng tới có thể thay đổi, có thể tháng tới sẽ thay đổi hoặc là tháng tới nữa, nhưng mà bây giờ hiện tại Khanh biết cái vấn đề cái tình trạng thụt lùi là bởi vì năm vừa rồi bên Bộ Ngoại giao họ cấp quá nhiều cái visa để mà cho những cái người F4 vào nước Mỹ, thì bây giờ họ phải lùi bớt lại.
giảm bớt lại. Dạ. À, diện F4 có con bị tật, người con bị tật đó có ăn theo được hay không luật sư? À, thưa quý vị, người con bị tật hay không có thể ăn theo nếu mà tới cái lúc cái ngày ưu tiên trùng với ngày đáo hạn người con đó, nếu mà đã quá 21 tuổi mà dùng cái luật trừ tuổi từ xong dưới 21 tuổi, hoặc là ngay cái ngày đó người con dưới 21 tuổi thì người con nó có thể đi ăn theo. Có tật hay không không thể vẫn là vấn đề. Cái vấn đề là tới ngày ưu tiên trùng ngày đáo hạn cái tuổi có phải là dưới 21 tuổi hay không thôi. Dạ, à, bạn Jones ở đây bạn nói hôm nay nghe giọng mình mạnh mẽ và thần thái của luật sư Khanh thì cũng coi như là thần thái hơn mọi khi. Không phải là giọng mình mạnh mẽ hơn đâu mà xin thú thật với quý vị là thường thường á, là mình làm cái chương Dạ, trình này nghe tại khác bàn. lạ chút ha. Cái giọng của mình là do mình làm tại bàn thì mình ngay cái bàn làm việc có xung quanh có rất là nhiều người, mình không thể nói to, không thể ăn to nói lớn dõng dạc được vì cũng sợ ảnh hưởng tới người ta, gây phiền nhiễu cho đồng nghiệp xung quanh. Nhưng mà ngày hôm nay mình chui vào một cái studio riêng một mình á, cho nên mình có thể mình la lớn hơn, cái giọng nghe mạnh mẽ hơn. Như vậy thì có lẽ là lần sau mình sẽ tiếp tục ngồi vào những cái không gian yên tĩnh và riêng tư như vậy để có thể có thần thái hơn. Còn luật sư Khanh thần thái hơn là dĩ nhiên rồi, tại vì ông đang chuẩn bị đón Tết ở Việt Nam với những cái không khí xung quanh như vậy, dĩ nhiên phải thần thái rồi phải không? Dạ. Với tình yêu nữa chị. Vâng, xin chúc mừng luật sư Khanh. Câu hỏi kế tiếp của Thanh Hà. Con gái bảo lãnh cha mẹ nộp hồ sơ tháng 7 năm ngoái đó, bao lâu được đi thưa luật sư? À, nếu mà quý vị là người đứng ra bảo lãnh có quốc tịch thì thông thường trong trường hợp này phải có. Thì đợi ít nhất là 1 năm tới 1 năm rưỡi từ cái ngày mình nộp cái hồ sơ. Nhưng mà cái đó là phải đòi hỏi là trong quá trình nộp hồ sơ tới lúc từ đầu tới đuôi là không có vấn đề gì với sở di trú và trung tâm thị thực để mà họ đòi bổ sung hồ sơ. Nếu mà họ có đòi bổ sung hồ sơ thì cái thời gian này sẽ là hơi lâu một chút nữa. Dạ, Linh Linh xin hỏi chồng em mới nộp hồ sơ bảo lãnh diện kết hôn ở tiểu bang Chicago được 3 tuần, khoảng bao lâu em được duyệt và đi phỏng vấn? Nếu mà quý vị mới được nộp cái hồ sơ được 3 tuần thì ít nhất quý vị phải đợi có 5 tới 5 rưỡi nếu mà hồ sơ quý vị không có vấn đề gì. Dạ, và trong lúc chờ đợi đó quý vị có thắc quá mắc sớm gì thì quý vị cứ... 3 tuần là quá dạ. sớm. Dạ, thành ra trong 1 năm, 1 năm rưỡi chờ đợi quý vị có thắc mắc gì thêm á, thì cứ hỏi ở đây chương trình hàng tuần để gặp luật sư Khanh và được giải đáp trực tiếp tối thứ năm nhé. Diện F4 ưu tiên ngày 30 tháng Giêng 2010 còn chờ bao lâu nữa thưa luật sư? Nếu mà 2010 thì quý vị còn phải đợi ít nhất là 4 năm nữa bởi vì bây giờ cái ngày ưu tiên nó bị thụt lùi lại tới ngày 1 tháng 7 năm 2006. Đáng lẽ là phải là tháng 2, 2007 nhưng mà bị thụt lùi lại tháng 7, 2006. Dạ, Nguyễn Văn, chị có đứa cháu sinh năm 95 đi diện đoàn tụ gia đình qua Mỹ 2008, lúc đó 13 tuổi, nhưng không đăng ký nghĩa vụ quân sự, hiện nay đang chờ quốc tịch. Nghe nói là luật mới có bị ảnh hưởng gì không và phải làm như thế nào? Thưa chị, cái vấn đề về đăng đi ghi danh nghĩa vụ quân sự cái đó không thành vấn đề. Nếu mà mình không biết á, tới lúc mà mình nộp cái đơn xin nhập tịch mình có thể viết một cái lá thư từ cái đơn tường trình, mình có thể là giải thích rằng là tôi không biết rằng tôi phải có cái, cái phải đi đó. Ghi danh cho cái quân sự. Và cái thứ hai thông thường á là tới lúc mà lớp 9 đến lớp 12 thì cái trường nó sẽ tự nó ghi danh cho quý vị, mà tới lúc đó quý vị có thể nói là tôi không biết trường không có làm, và cái thứ hai tôi cũng không biết là tôi chưa làm, nên vì vậy cái đó không phải lỗi của tôi. Thì thông thường một khi mình có cái đơn tường trình đó đó thì nói chung sở di trú họ sẽ không có làm khó dễ về cái vấn đề tại sao mình không đi ghi danh cho cái nghĩa vụ quân sự. Dạ, chương trình của mình 30 phút mà bây giờ đã ở phút thứ 42 rồi mà quý vị vẫn còn theo dõi, luật sư Khanh còn thời gian để tiếp tục không? À, thưa chị, bây giờ bữa nay Khanh là sắp tới rồi nên Khanh phải cắt chương trình hơi ngắn tại lúc hồi nãy mình hơi bị trễ nên Khanh cố Khanh giữ thời giờ. Nhưng mà bây giờ Khanh xin phép là quý vị là Khanh phải đi và có cũng có mấy người người ta đang ngồi đợi Khanh. Dạ, vậy nói vậy thì phải cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều nữa là vì rất là bận rộn trong cái dịp Tết nhất, bạn bè tụ tập và gia đình này kia người thân ở Việt Nam nữa, nhưng mà cũng dành thời gian cho quý vị để giải đáp những thắc mắc của quý vị để quý vị ăn Tết yên tâm hơn phải không? Dạ, một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình trong suốt nhiều năm qua, và bây giờ năm hết Tết đến rồi, chương trình này là chương trình cuối cùng của năm cũ để bước sang năm Tý, thì Trà My xin đại diện cho tất cả khán thính giả của đài VOA mà theo dõi chương trình này từ bấy tới nay cảm ơn luật sư Khanh thật là nhiều vì những thông tin, về những sự hiểu biết, những kiến thức và về thời gian giúp đỡ đài VOA thực hiện cái chương trình này để đáp ứng cái nhu cầu cũng như là đáp ứng lòng tin yêu của quý khán thính giả khắp nơi. Xin chúc luật sư Khanh một năm mới nhiều thành công hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa và cái sự hợp tác với đài VOA thăng tiến hơn nữa nha.
Dạ, Khanh cũng xin cảm ơn chị Trà My đã hướng dẫn chương trình từ coi như là tháng 8 năm 2017 tới bây giờ, coi như cũng hơn 2 năm mấy rồi. Thì Khanh cũng rất là cảm ơn chị đã cho Khanh cơ hội để làm với chị và để mà mình có một cái chương trình để mà đưa những cái thông tin về sở về di trú tới những quý vị khán thính giả đang coi đài. Thì thay vì đó, trên cái bậc thềm năm mới, Khanh cũng kính chúc quý vị một năm mới rất là vui vẻ, vạn sự như ý, sức khỏe đầm đề, thì ăn chơi vui vẻ, nhớ đừng có uống rượu quá nhiều nhé. Dạ, mình sẽ nói chuyện về cái luật DUI ở Mỹ để mà so sánh với lại cái luật đang ở Việt Nam là cấm uống rượu khi mà điều khiển xe cộ đó trong một thời gian rất là gần tới đây. Dạ, cảm ơn quý vị gửi lời chúc mừng năm mới tới luật sư Khanh. Trà My xin chuyển lời rất là nhiều những câu chúc mừng năm mới luật sư Khanh và cũng như là cảm ơn luật sư Khanh và cũng khen tặng luật sư Khanh rất nhiều ở đây. Xin gửi đến luật sư Khanh như là một lời cảm ơn chân thành và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị cùng luật sư Khanh vào chương trình kỳ tới tối thứ năm hàng tuần 10 giờ rưỡi tới 11 giờ hoặc là 11 giờ hơn trên đài VOA ở Facebook VOA tiếng Việt. Chương trình trực tiếp livestream trên Facebook VOA tiếng Việt sau đó được ghi lại, phát lại trên YouTube ở địa chỉ VOA tiếng Việt video để quý vị có thể xem và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Sau khi theo dõi chương trình, quý vị bấm chữ like hoặc chữ share nhé để có thể là mình coi lại lúc sau không có phải cần phải tìm kiếm. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị thật là nhiều, đặc biệt cảm ơn luật sư Khanh một lần nữa. Xin chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới chị, cảm ơn quý vị. Dạ. Chúc quý vị một đêm tối an lành. Dạ, xin chia tay với tất cả quý vị tại đây. Trà My thân ái kính chào.